đội nhân dân. Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Các đồng chí và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 77 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Bến Âu Lâu, Thùy Dương phóng tác theo truyện ngắn của tác giả Nguyễn Hiền Lương. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe. Ôi, chú lập tổ trưởng khu phố đây rồi. Chú Lực ơi, lại đây tôi bảo. Bác làm đi ạ. Có chuyện gì thế bác? Lại đây, chú đi ra với tôi chỗ này. Đi đâu hả bác? Cứ đi đi một đoạn thôi. Vâng. Đấy đấy, chú có nhìn thấy gì không? Thấy cái gì hả bác? Ấy, ở trên cái bến Âu Lâu kia kìa. Chỗ đường đi xuống bến đấy. Đâu? Đấy. À, cháu thấy rồi. Một ông già mặc bộ quân phục cũ, tóc bạc trắng như cước, đang ngồi lặng im. Bác là này, ông cụ ngồi đấy làm gì nhỉ? Tôi thấy lạ lắm chú ạ. Có khi nào ông cụ đi qua đây mỏi chân quá nên ngồi nghỉ chốc lát rồi đi, và ngồi chờ ai đến đó không bác? Không đâu. Từ đầu giờ chiều đến giờ cả mấy tiếng đồng hồ rồi còn chưa hết gì. Đấy, mà chú nhìn xem cái dáng ngồi kia cứ gần như là bất động ấy. Mắt thì hướng ra dòng sông Hồng. Vâng. Ấy, ông cụ nhìn gì bác nhỉ? Ở ngoài xa thì có cái gì đâu. Đấy. Chỉ sóng nước mênh mang, từ bên này sang tiếp cận bờ bên kia chứ có cái gì đâu. Đúng đấy, mặt sông thì có gì ngoài nước cơ hả chú? Bác Lan này, cháu nghĩ ông cụ này chắc không phải là người vùng này đâu. Chắc thế. Vâng. Mấy chục năm rồi, từ khi cái cầu Yên Bái làm xong ấy, không còn ai qua sông bằng phà và thuyền nữa. Bến Âu Lâu trở thành hoang tàn, đường xuống bến cỏ thì tan dày. Ai còn đến bến làm gì cơ chứ hả chú? Bác Lan này, có khi nào ông cụ bị tâm thần không? Tâm thần hoặc không nơi nương tựa. Nhìn xa thì tôi cũng thấy không rõ lắm, nhưng mà chắc ông cụ là người hiền lành. Chú này. Dạ. Chẳng may ông cụ có chuyện gì buồn, tôi chỉ sợ ông cụ làm liều thôi. Ôi chết. Thế rồi nhớ ra thì mỗi lần đi qua đây sợ lắm chú ạ. Vâng. Tôi thì đàn bà, tự dưng ra hỏi cũng ngại. Mà tôi còn đang vội về trong đường cháu nội. Thế này nhá. Dạ. Chú là tổ trưởng khu phố, chú ra hỏi người ta một câu, có gì thì khuyên nhủ ông lão một cái nhá. Vâng. Thế bác cứ về trước đi, để cháu ra hỏi hắn ông cụ xem thế nào nhá. Thế là tôi về chú nhá. Vâng. Chú ra nhanh đi. Vâng. Bác gì ơi. Dạ. Chào bác ạ. Chào chú. Dạ. Bác ngồi đây. Vâng. Tôi ngồi đợi một người. À không, tôi chỉ ngồi nghỉ một lát thôi mà. Tôi bác đợi ai ạ? Dạ. Cháu thấy bác ngồi đây đã lâu lắm rồi. Bây giờ trời đã tối. Cháu là tổ trưởng ở đây. Bác có cần giúp đỡ gì không ạ? Thôi chú ạ. Chả giấu gì chú, ngày xưa ấy, tôi là bộ đội đi chiến dịch Điện Biên qua cái bến sông này. Còn nhiều kỷ niệm với bến sông này. Nay tôi trở lại thăm thôi. Vậy hả bác? Vâng. Dạ, thế quê bác ở đâu ạ? Ngày đó bác ở đơn vị nào? Bác có người bà con nào ở Yên Bái không ạ? Cảm ơn chú đã hỏi thăm. Quê tôi ở Thái Bình chú ạ. Tôi không có người quen ở đây. Thế à? Ngoài hai người đã khuất núi cả rồi,
Ngày đó tôi là lính sư đoàn 308. Tôi qua Âu Lâu này vào cuối 1953. Thì bây giờ trời tối rồi, bác định đi đâu hả bác? Tôi ở đây một lát nữa, rồi xuống ga đợi chuyến tàu xuôi lúc 11 giờ đêm. Ôi bác ơi, bác đi chuyến đêm muộn thế, còn lâu lắm mới đến giờ tàu chạy. Mùa đông rét mướt thế này, người già ngồi đây lâu dễ cảm lạnh lắm đấy bác ạ. Hay là thế này, cháu mời bác vào nhà cháu nghỉ ngơi nhé. Đến giờ tàu chạy, cháu sẽ đưa bác xuống ga. Nhà cháu ngay gần đây thôi bác ạ. Thôi, cảm ơn anh đã có lòng. Okay, bác. Nhưng để khi khác anh ạ. Tôi ngồi đây một lát nữa rồi đi luôn. Cháu nói thật với bác, từ nãy khi bác nói bác có nhiều kỷ niệm với bến Âu Lâu này. Vâng. Tự nhiên cháu đã thấy có thiện cảm với bác rồi. Chẳng giấu gì bác, cha cháu là dân xóm Bãi Vạn Lâu. Cũng từng dùng chiếc thuyền nan của nhà đưa bộ đội qua sông, ôi ở chiến dịch Điện Biên. Vâng. Dạ, ông mất đã vài năm rồi bác ạ. Thế ra ông cụ cũng từng đưa bộ đội qua sông trên bến Âu Lâu này à? Dạ, vâng ạ. Ngày còn sống ấy, cha cháu hay kể cho anh em chúng cháu nghe về những lần đưa bộ đội qua sông. Ông cụ nhớ từng chuyến, lúc mấy giờ này, ngày bao nhiêu này, gặp sự cố gì hay không. Đấy, quý nhớ quá, quá. Vâng. Dạ, biết đâu trước bố cháu cũng từng chở bác qua sông cũng nên đấy bác nhỉ. Vậy coi như là bác cháu ta cũng có duyên trời định rồi đấy. Vâng. Thế thôi, cháu mời bác ghé qua nhà cháu chơi. Đến giờ tàu chạy, cháu đưa bác xuống ga. Thôi, thế thôi thì cũng được. Cảm ơn anh. Thấy anh nhiệt tình quá. Có cái gì? Cũng là cái duyên với con người xóm Bãi Vạn Lâu xưa. Dạ vâng. Thế thôi, cháu bác đi nhé. Vâng, ta đi. Tôi đã thuyết phục ông như thế. Và hình như điều tôi nói là ông xúc động khiến mắt ông nhòa đi. Ông theo tôi về nhà. Tối đó tôi đãi ông thứ rượu được nấu bằng ngô Bãi Vạn Lâu quê tôi. Ông tấm tắc khen là rượu uống rất có hậu. Đêm ấy, thay vì xuôi theo kế hoạch, ông đã nghỉ lại nhà tôi. Chúng tôi, một già một trẻ, trò chuyện thân tình, cởi mở như những người bạn. Bác đoàn này, bác nhập ngũ năm nào ạ? Tôi nhập ngũ năm 50. Dạ. Vào trung đoàn 55. Lúc đó tôi mới 18 tuổi anh ạ. Dạ vâng. Năm 1952 được điều chuyển về trung đoàn 36 thuộc sư đoàn 308. Đóng quân ở Thái Nguyên chuẩn bị cho chiến cuộc Đông Xuân 53-54. Cuối năm 53, cả sư đoàn được lệnh hành quân gấp sang Tây Bắc tham gia chiến dịch Điện Biên. Sau 3 ngày hành quân, trung đoàn 36 đã tập kết tại bến Âu Lâu. Cuối năm, mùa nước cạn, nhưng khúc sông này rộng. Nhìn sang bờ bên cũng chỉ thấy những bãi bụi và vạt tre xanh chạy dài. Các đồng chí, nghe tôi phổ biến kế hoạch nhé. Đây là xóm Vạn Lâu. Phải đợi đến tối, bà con Vạn Lâu mới đưa chúng ta qua sông bằng thuyền nan. Thuyền bé chỉ chở được từ 5 đến 7 người. Vì thế, để cả đơn vị qua sông nhanh gọn, đồng chí nào biết bơi thì giơ tay sẽ được phát một khúc thần chuối để làm phao bơi sang sông. Còn bây giờ, tất cả vào trú trong các lùm tre, sắp xếp lại quân tư trang cho gọn gàng, giữ bí mật tuyệt đối, tránh máy bay địch phát hiện. Dạ. Đấy, mọi người tranh thủ giờ cơm nóng ra ăn, rồi nai nịt gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc vượt sông. Khi trời vừa nhập nhoàng tối, bỗng đầu thấy xuất hiện rất nhiều thuyền nan lao vun vút trên sông, không một tiếng cười, tiếng nói nào, chỉ có tiếng chém của rất nhiều tiếng mái chèo xuống nước cứ rạn rạn. Tốp thuyền đi đầu đã cập bờ. Các đồng chí bộ đội đâu? Nhanh chóng xuống thuyền, mỗi thuyền 7 người khẩn trương. Tốp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, khẩn trương lên. Sao? Các chú lên thuyền ổn định chỗ ngồi ngay để người tiếp theo lên, nhanh lên. Sao? Nhá, đi nhá. Được, đi. Cao thủ khác, nhanh lên, cẩn thận. Rồi. Ui, thế rồi, chúng đánh hót được rồi. Làm thế nào à?
rồi chứ. Cứ ngồi yên. Dạ. Tôi cảm ơn chú. Dù đã băng bó, nhưng vết thương vẫn chảy nhiều máu. Tôi cắn răng chịu, không kêu lên. Khi thuyền tới bờ bên kia, tôi đã ngất đi do bị mất máu nhiều quá. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên một chiếc giường trong một căn nhà nhỏ. Bà lão ngồi bên, đang giã thứ gì đó trong chiếc cối đá nhỏ. Nước. Phải ngồi đây hả? Uống bát thuốc này vào đi nào. Đấy. Sao phải nhăn mặt? Khó uống hả? Đắng. Thuốc đắng rát lắm. Cố uống đi. Cho cháu nước. Được rồi. Uống hết bát thuốc này đã. Nào, cố lên. Đấy, phải cố chứ. Còn một tí thôi. Bác ơi, anh em, đồng chí, đồng đội của cháu đâu hết rồi hả? Cả đơn vị đi rồi. Còn bị chúng mảnh bom, mất máu nhiều quá nên phải ở lại. Đêm qua xã đội trưởng cho dân quân cáng con vào đây. Bác là người chuyên bốc thuốc nam, cho nên con cứ yên chí ở lại. Chừng nào vết thương lành hẳn rồi đi nhá. Thôi chết, cháu là lính mới, đường hành quân không rõ thì đi sau làm sao được à? Lo gì nào, vài ba ngày lại có một đơn vị hành quân qua đây. Lúc ấy xin nhập vào đơn vị đó, rồi lên mặt trận sau cũng được cháu ạ. Dạ. Thế đây là nhà bác à? Đây là cái giường cái soi, còn gái của bác. Đây, con cứ nằm đây, nó sang bên kia nằm với bác. Nhà chỉ có hai mẹ con, đừng ngại con nhá. Dạ vâng ạ. Con này, năm nay trông con chỉ chừng 20 chứ mấy. Dạ, con 21 à? 21. Cái soi con gái bác, nó 18. Cũng là tay lái giỏi trong đội quân thuyền nan để đưa bộ đội qua sông đêm hôm qua đấy. Dạ thế à? Con nhớ đêm hôm qua con lên thuyền của một cô trông cũng trẻ ạ. Nó đấy. Rồi là nghe nói thuyền chỉ bị chỏng chành, nước vào một ít, không ai sao cả. Chỉ có mỗi con là không may bị mảnh bom nó liệm vào đùi. Nó cứ tuồn rối xả mà không kêu ca cho đến lúc xỉu đi đấy. Dạ, chắc là chúng con vừa hành quân mấy ngày đường mệt quá, cộng thêm bị mất máu nên con mới xỉu đi ạ. Chứ trước giờ con có dễ xỉu như thế đâu. Thôi nhá, thế là bây giờ con nằm nghỉ đi. Dạ. Bác đi hái thêm ít lá thuốc nhá. Dạ vâng ạ. Ngồi rằng là ngồi tựa ý có mây mặn ở thuyền. Anh tỉnh rồi ạ? Soi phải không? Dạ vâng ạ. Sao anh biết ạ? Bác vừa kể về em. Thế mẹ em đâu rồi ạ?
Bác đi hái thêm lá thuốc em ạ. Anh đã thấy đỡ hơn chưa ạ? Anh đỡ nhiều rồi, chỉ có cái chân vẫn còn nhức. Em thấy mẹ bảo vết thương khá sâu nhưng vẫn may chưa vào đến trong xương ạ. Hy vọng nhanh lành để anh còn kịp đuổi theo đơn vị. Anh chịu khó uống thuốc, đắp thuốc, ăn uống rồi tĩnh dưỡng đầy đủ thì sẽ nhanh thôi ạ. À, để em xuống bếp em lấy cháo cho anh. Mẹ em bảo em ninh cho anh một nồi cháo từ đêm hôm qua đấy. Sáng nay chưa thấy anh dậy, mẹ em bảo cứ để anh ngủ thêm. Mấy hôm rồi hành quân, chắc là anh chẳng còn sức đâu nhỉ. Anh cảm ơn, bác và em chu đáo quá. Thế bác Tầm này, khu đất ấy bao nhiêu ngày thì vết thương của bác mới lành ạ? Nhờ những bài thuốc nam gia truyền của bà bãi và sự chăm sóc tận tình của Soi nên vết thương của tôi nhanh chóng lành miệng. Cỡ 10 ngày sau tôi đã có thể đi lại được. Thấy mình đã khỏe, tôi xin phép lên đường. Nhưng cả hai mẹ con Soi đều ra sức giữ tôi ở lại nghỉ ngơi thêm ít ngày cho khỏe hẳn. Thì bác ở lại chưa? Chưa cơ tình cảm đồng ấm của cả hai mẹ con Soi, tôi một nửa muốn ở lại nhưng một nửa thì sốt ruột muốn đi tìm đơn vị ngay, nên hôm nào tôi cũng ra bến sông ngóng xem có đoàn quân nào sang không. Đến ngày thứ 13 tôi đã liên lạc được với một đơn vị cũng của sư 308. Họ đồng ý tiếp nhận tôi, sáng hôm sau sẽ lên đường sớm. Vậy là bác tạm biệt xóm Vạn Lâu từ đó. Nếu chuyện chỉ có vậy thì có khi tôi không nặng tình nặng nghĩa với cái bến Âu Lâu này cho tới tận bây giờ. Bác nói thế nghĩa là sao ạ? Chuyện là thế này, ngày vào bộ đội tôi 18 tuổi. Dạ. Bạn bè cùng lứa đứa đã có người yêu, yêu đơn phương, đứa đã có người yêu hứa hẹn. Trong trung đội tôi, nhiều đứa mang theo ảnh người yêu trong ba lô. Mỗi giờ giải lao trên đường hành quân, chúng nó lại mang ra ngắm cho đỡ nhớ. Riêng tôi lúc lên đường nhập ngũ vẫn chưa yêu ai, cũng chẳng biết yêu là gì. Những ngày ở nhà Soi, trong tôi bỗng nảy nở một tình cảm mới lạ. Tôi biết Soi cũng có những rung động đối với tôi. Tôi nhớ mãi buổi tối trước hôm tôi lên đường. Đêm ấy Soi xin nghỉ ở nhà chuẩn bị hành lý cho tôi. Cũng chẳng có gì nhiều, mẹ con Soi nấu xôi làm muối vừng lạc cho tôi ăn trên đường. Mọi việc xong xuôi, bà bãi đi nghỉ sớm. Soi rủ tôi ra bãi sông hái rau cải để sáng mai làm cơm sớm. Anh Đàm ơi, đêm nay không thấy máy bay định đến quần thảo nhỉ? Xóm làng yên tĩnh quá. Giá mà không có chiến tranh, không có bom rơi đạn nổ, đêm nào làng quê cũng yên bình như thế này thì thích nhỉ? Anh Đằng, anh đi rồi anh có trở lại nơi này nữa không? Làm sao anh quên được bến sông này, quên được mẹ và em? Nếu chiến thắng trở về, anh còn sống thì thể nào anh cũng sẽ trở lại. Anh có quê hương nhưng không có gia đình. Cha mẹ anh đều mất trong năm đói cả rồi. Anh muốn được nhận mảnh đất Vạn Lâu này là quê hương. Mẹ và em là... Anh trông kìa, nước sông chảy đẹp không anh? Em chưa bao giờ thấy nước sông đẹp đến như thế. Nếu không có chiến tranh anh nhỉ? Em sẽ chỉ chờ đò đưa khách qua sông thôi. Soi, anh Đằng, anh về với mẹ và em nhé. Em sẽ đợi, dù phải thật lâu, bến sông này cũng sẽ là bến đợi của chúng mình.
có dòng nước sông kia chứng giám cho lời em nói. Soi, chỉ còn vài tiếng nữa anh sẽ phải chia tay Soi. Chia tay mẹ, chia tay cái làng vạn lâu tình nghĩa này, lên đường ra mặt trận. Liệu còn có ngày được trở lại nơi đây? Đừng hỏi thế, anh sẽ về, chắc chắn là sẽ về. Soi. Anh. Soi. Anh sẽ về. Chắc chắn anh sẽ về. Đợi anh nhé. Đợi anh nhé. Vâng. Em sẽ đợi. Dù thế nào em cũng sẽ đợi. Đừng khóc. Đừng khóc mà. Dẫu có đi xa đến đâu, gian khổ thế nào, tôi cũng có một nơi để nhớ, để thương, để quên đi mệt mỏi, để mong ngóng và hy vọng. Tôi cùng đồng đội đi hết chiến dịch Điện Biên, rồi đến giải phóng thủ đô. Đến đâu, tôi cũng tranh thủ viết thư, kể cho Soi nghe chuyện cánh lính trận chúng tôi. Thế sau này, bác đã trở về bến Âu Lâu chưa? Cháu tin một người như bác sẽ không bao giờ bội ước đâu ạ. Có chứ. Sau giải phóng thủ đô, được nghỉ phép 3 ngày, tôi hớn hở chạy vội ra chợ Đồng Xuân, mua được chiếc khăn vuông, đôi áo cánh, cộng với tấm vải dù trắng đã cất giữ từ ngày ở Điện Biên, làm quà cho mẹ Bãi và Soi. Tự nhủ chắc mẹ và Soi sẽ vui lắm. Tôi định bụng lần này sẽ về thưa với mẹ chuyện của tôi và Soi. Xin mẹ cho cưới Soi. Giặc giã xong rồi, nếu được ra quân, tôi sẽ về Vạn Lâu cùng Soi xây tổ ấm gia đình. Thế nhưng mọi dự định đã tan tành khi tôi về đến nơi. Ừ, thì có chuyện gì xảy ra hả bác? Tàu đến ga Yên Bái, tôi chạy bộ lên bến Âu Lâu. Sang sông, tôi đi tắt đường bãi cho nhanh. Nhưng gần đến nơi, tôi giật mình, bàng hoàng. Ngôi nhà nhỏ thân thương năm xưa, nay chỉ là bãi đất trống hoang. Tôi đang không biết chuyện gì đã xảy ra, thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Tôi nghĩ là Soi, vội quay lại. Nhưng không phải là Soi, mà là một bác trai chừng 60 tuổi. Vai vác cày, tay dắt trâu. Bác nhìn tôi rồi hỏi. Chú tìm mẹ con cô Soi à? Dạ vâng ạ. Bác Bãi và em Soi chuyển đi đâu rồi bác ạ? Chú là thế nào với mẹ con cô ấy? Dạ... Cháu là người thân của mẹ và em Soi ạ. Sao bây giờ mới tới? Cô Soi và bà Bãi mất cả rồi. Ôi, dạ, bác nói sao ạ? Cô Soi bị bom đánh trúng thuyền chú ạ. Ôi, còn bà Bãi thương nhớ con quá cũng mỏi mòn mà lâm bệnh chết. Ôi. Trời ơi! Trời ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Thôi, sự việc đã xảy ra rồi. Đau bao nhiêu không thể lấy lại được. Chú về nhà bác đi. Về nhà bác, ta nói chuyện. Bác ơi! Mộ của mẹ Bãi và em Soi ở đâu hả bác? Bác đưa cháu tới đó đã. Chỉ có mộ bà Bãi thôi. Còn cô Soi đau xót lắm. Chúng tôi tìm mãi mà không thấy xác cô ấy. Chắc là bom đánh trúng thuyền rồi. Đi nghe. Có thể nào
Rồi ơi, Rồi ơi. Trong người như trào ra. Trời ạ, sao lại đến nông nỗi thế? Ở trên trường, bác đã từng vuốt mắt, gói thân cho bao nhiêu đồng đội, thậm chí có khi còn phải lượm nhặt từng phần cơ thể đồng đội gom lại để chôn cất. Nhưng đó là ở trên trường, là nơi đối mặt với kẻ thù. Còn đây là làng quê, là những người phụ nữ sức vóc nhỏ bé. Bố cháu cũng từng kể về những người đã hy sinh ở bên Âu Lâu này trong những năm chiến tranh, khi họ lái thuyền đưa bộ đội qua sông. Anh em cháu thường chăm chú lắng nghe và thầm cảm phục họ bác ạ. Bác ơi, thế sau này cuộc sống của bác thế nào ạ? Hai ngày ở Vạn Lâu, tôi sửa sang lại phần mộ mẹ bãi. Thời gian còn lại, tôi ra ngoài bến đời, nơi tôi và Soi đã ngồi tâm sự, trao gửi tình yêu cho nhau. Tôi ngồi lì hàng giờ, mắt chân chân nhìn ra sóng nước, y như lúc chiều anh gặp tôi đấy. Trở về đơn vị, tôi lại xung phong vào đoàn quân Nam Tiến đầu tiên. Lúc ấy, tôi chỉ còn muốn đánh giặc, đánh đến cùng. Đánh bao nhiêu cũng chưa trả hết mối thù của mẹ và em Soi. Chẳng còn thiết, còn nghĩ tới chuyện vợ con nữa. Sau năm 1975, được đồng đội và cấp trên vun vén, khuyên nhủ mãi, tôi mới đồng ý xây dựng gia đình với một phụ nữ, cũng là cơ sở cách mạng. Đã giúp đỡ, chở che cho tôi những ngày hoạt động ở vùng địch tạm chiến. Nhưng chưa bao giờ tôi quên hình ảnh Soi, quên bến đời, quên xóm bãi nhỏ bên bờ sông Hồng này. Cựu chiến binh kể cho tôi đến đấy thì mắt ông đỏ hoe, không nói gì nữa. Ông im lặng, có lẽ ông đang sống với những kỷ niệm, với thế giới riêng của mình. Tôi không dám hỏi, thậm chí cũng không dám ho, dám thở mạnh, sợ làm tan vỡ mất cái thế giới kỷ niệm ấy của riêng ông. Tôi cũng như nhiều người dân quê tôi biết, trong chiến dịch Điện Biên, Âu Lâu là một trọng điểm trên con đường chiến dịch của bộ đội và dân công. Ngày đó, hàng đêm, chỉ bằng hai chiếc phà thô sơ và những con thuyền nan nhỏ bé của dân làng Vạn Lâu đã chuyên chở hàng vạn lượt người và hàng ngàn tấn vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm qua sông để đưa lên mặt trận. Đó quả là một kỳ tích mà lịch sử đã ghi nhận. Nhưng còn bao nhiêu điều khác nữa, như những câu chuyện mà người cựu chiến binh Điện Biên này đã kể cho tôi. Nó cũng thiêng liêng và lớn lao như một kỳ tích đấy chứ. Nhưng nếu chiều ấy tôi là một kẻ vô tình, thì sẽ không bao giờ biết được câu chuyện này. Tôi đã yêu Âu Lâu, nơi chôn rau cắt rốn của mình, đã tự hào về những trang sử hào hùng của nó. Nhưng bây giờ tôi mới thấm hết được những nỗi đau ở bến sông này. Chuyện truyền thanh Bến Âu Lâu với sự tham gia thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Giang Nga và các nghệ sĩ Hồng Quang, Ngân Hoa và Lưu Hoàng. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương. Kỹ thuật viên âm thanh Nguyễn Vĩnh Tiến. Chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn các đồng chí đã chú ý lắng nghe chương trình mà mình yêu thích, mình thâu lại. Chào thân ái.